Quý vị và các bạn cùng đón nghe tâm sự. Giữ hộ người yêu cũ 20 triệu mỗi tháng, tôi đâu ngờ khi sự tình bị phát hiện, bản thân lại đứng trước tình cảnh khó khăn như này. Tôi và anh cũng từng có một mối tình sâu đậm thời sinh viên, nhưng rồi khi ra trường, cả hai đều bị cuốn vào cuộc mưu sinh nên đã dần rời xa nhau từ lúc nào không hay. Cuộc tình bốn năm của chúng tôi chia tay trong vui vẻ, vì hai chúng tôi đều đã tìm được một nửa thực sự của mình. Tuy không đến được với nhau, nhưng tôi với anh lại trở thành bạn bè rất thân thiết với nhau. Mỗi khi chúng tôi có chuyện buồn vui, đều chia sẻ cho nhau biết. Một năm trước, anh ấy có tâm sự với tôi, vợ anh là người tốt, dân tính rất tiết kiệm kỳ bò đánh đổi lương anh làm ra được bao nhiêu cũng quản lý hết hàng tháng chỉ đưa cho anh có 2 triệu đồng để chi tiêu mọi việc. Nhiều lúc bạn bè rủ đi chơi, nhìn trong ví còn mấy chục ngàn, khiến anh ngao ngán chẳng dám đi. Cũng vài lần trách cãi với vợ về chuyện tiền đông nhưng vợ luôn cho cô ấy là đúng. Để giữ hòa khí gia đình, đành phải nhịn bà xã cho yên chuyện. Nói một tour rồi anh ấy ngỏ ý. Mấy tháng nay, anh có khoản thu nhập ngoài, muốn lập quỹ đen, nhưng vợ anh thính lắm. Cứ anh có tiền là gửi thấy, khiến chẳng biết cất giữ đâu nữa. Anh có ba cái thẻ ATM vợ đều giữ hết. Hay hàng tháng anh chuyển cho em 20 triệu đồng, khi nào cần thì sẽ nhờ em rút cho được không? Hãy giúp anh đi, anh đã nghĩ nát óc cách giữ tiền rồi, chỉ có em mới là người đáng để tin tưởng trong lúc này. Nghe thấy người yêu cũ đối vậy, tôi cũng không hoài nghi và chỉ đơn thuần nghĩ rằng gỡ rối cho anh lúc đó nên đã nhận lời giúp anh. Vậy là từ đó, Tháng nào anh ấy cũng gửi vào tài khoản của tôi trúng 20 triệu. Thế nhưng đâu ngờ chính lòng tốt ấy lại khiến gia đình tôi chao đảo. Hôm ấy người yêu cũ bảo tôi hãy rút giúp anh ấy 50 triệu đồng do có việc gấp. Vừa rời khỏi ngân hàng thì chồng tôi đã đứng đợi ở xe. Mặt chồng thì hầm hầm cao có quát. Về ngay nhà đối chuyện, tôi đi trước, anh hộ tống theo sau. Vừa về đến nhà, chồng giật văn túi sách rồi kéo khóa lấy cục tiền trong túi tôi ra mà hỏi Lương tháng hai vợ chồng có 10 triệu đồng Tiền ăn cũng còn chạy từ bữa Vậy số tiền lớn này lấy từ đâu ra đây Hàng ngày cô đi ngủ với ai Để kiếm những đồng tiền dơ bẩn này vậy Thật không ngờ Nhiều tháng nay chồng đã bí mật theo dõi tôi Mà không hề biết Đến nước này tôi định phải khai hết sự thật Và mong chồng sẽ giữ kín bí mật quỷ đen Của người yêu cũ giúp tôi Không ngờ vừa nghe xong Chồng chửi tôi là ngu ngốc sống thật thà rồi khổ cả đời. Tiền tích mòm rồi mà không biết lấy mà dùng. Anh ấy bảo, hãy lấy hết 100 triệu đồng đó để trang trải nợ đần. Nếu anh ta có hỏi tiền đâu, Bảo là em mượn có chút việc. Tôi phản đối gây gắt, ý tưởng muốn chiếm dùng tiền của chồng. Không ngờ anh ấy tát tôi một cái đau điếng và giật luôn cái thẻ ATM của tôi và bắt vợ phải giao mật khẩu ra. Trước hành động vũ phu của chồng, tôi đành đói đại mật khẩu để kiếm cớ trì hoãn xin về nhà ngoại. Nhưng tôi biết chắc khi chồng rút tiền sai bật khẩu thì tôi sẽ không yên với anh. Chỉ vì 100 triệu đồng kia mà hạnh phúc gia đình đang lung lay. Bây giờ tôi nên chọn giữ chữ tính với người yêu cũ hay làm theo lòng tham của chồng để giữ trọn hạnh phúc đây mọi người. Đây là tâm sự. Mời quý vị cùng đón nghe tâm sự, nhìn bức ảnh tưởng bình thường của chồng cùng đồng nghiệp vợ trẻ bàng hoàng nhận ra sự thật phía sau. Họ sẽ chỉ còn là vợ chồng nốt hôm nay. Ngày mai, Quỳnh sẽ mang đơn ly hôn ra tòa và tự tay kết thúc quãng đường 10 năm bên nhau của họ. Còn ngay lúc này đây cô đang lặng lẽ xóa đi từng tấm hình của hai vợ chồng từ điện thoại lẫn máy tính. Những bức ảnh cưới đã bị cô cắt nát, mọi thứ quà mà Kiên tặng suốt thời gian cũng nằm gọn một chỗ. Tất cả những việc làm này đều khiến lòng cô đau đớn như có ngàn mũi dao đâm vào ngực. Khi biết con gái yêu Kiên, bố mẹ Quỳnh đã ra sức ngăn cản. Lý do mà họ đưa ra là nhà anh quá nghèo. Không chỉ có thế tướng lại đa tình Mắt có đuôi Sau này chắc chắn anh sẽ làm cô phải khổ Nhưng cô vì yêu anh mà bất chấp Kể cãi lời cha mẹ Quỳnh thuyết phục bố mẹ rằng Kiên là người có tài, có trí, chắc chắn sẽ không nghèo mãi, còn việc xem tướng chỉ là mê tín mà thôi. Cuối cùng bố mẹ cô cũng phải đồng ý vì thương con. Ngày đó nhà anh nghèo đến nỗi không thể lo cho anh nổi một đám cưới tử tế. Anh phải chạy vạy khắp nơi nhờ và bạn bè mỗi người dăm triệu để làm cỗ cưới dường ngay trong ngày đầu tiên về nhà chồng cô đã phải khóc chiếc giường cưới cũng không có chứ đừng nói gì đến những thứ đồ khác phòng cưới được xăng tạm bằng một tấm rèm mỏng manh cũ nát sau đám cưới tất cả tiền mừng chỉ đủ để anh trả nợ nần thế nhưng trẻ lại tràn đầy nhiệt huyết tình yêu và sự cố gắng vợ chồng họ quay lại thành phố để lập nghiệp kiên bắt đầu việc kinh doanh riêng nên bây giờ đến lượt quỳnh đi mượn tiền không trừ một người quen nào cho anh lấy vốn được trời thương nên công việc ngày một phát triển, họ nhanh chóng trả nợ, mở rộng buôn bán, tuyển thêm nhiều nhân viên hơn. Không chỉ có thế, vợ chồng trẻ còn mua được một căn hộ nhỏ, hàng tháng còn gửi tiền về nuôi bố mẹ anh ở quê, rồi họ cũng vừa tiết kiệm vừa vay thêm để mua được một chiếc xe nhỏ để về quê cho tiện. Quỳnh những tưởng từ nay cuộc sống của gia đình cô sẽ ổn định, nhưng không, chồng cô thường xuyên vắng nhà. Anh lấy lý do bận rộn việc kinh doanh, đi công tác, đi ký hợp đồng. Nghĩ chồng làm việc vất vả nên cô cũng chẳng phàn nan gì cả. Nhưng bé con của họ thì buồn ra mặt khi những lần được bố đưa đi chơi cứ thưa thớt dần rồi vắng hẳn. Trong một lần cả nhà về quê, Quỳnh vô tình phát hiện ra một chiếc bông tai rơi giữa khe trên xe của gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô không có đôi bông tai nào như vậy. Hàng loạt nghi ngờ đã xuất hiện trong đầu người vợ trẻ, tại sao lại có bông tai của phụ nữ trên xe của chồng tại sao anh lại để người phụ nữ khác ngồi cạnh ghế lái nơi mà anh từng hứa rằng đó là vị trí của riêng cô thế nhưng đang trên đường về quê nên cô kìm nén mọi nghi vấn tối hôm đó lúc đang lướt facebook quỳnh tình cờ nhìn thấy bức ảnh anh chụp cùng các nhân viên mới tuyển vào công ty và gương mặt cô thư ký với chỉ một tay đeo bông đập vào mắt cô chiếc bông còn lại chính là chiếc cô đang giữ cô sốc thật sự nhưng vẫn không dám khẳng định điều gì bởi Quỳnh vẫn tin chồng, vẫn muốn nghĩ đó chỉ là một tình huống trùng hợp vô tình nào đó. Cho đến một ngày Quỳnh vô tình cầm điện thoại của chồng trong lúc anh vào nhà tắm. Tin nhắn đến với những lời ngọt ngào mà từ rất lâu rồi anh chẳng còn nói với cô. Đó là của cô thư ký hôm nào. Từ bao giờ anh và cô ta đã gọi nhau là vợ chồng. Từ bao giờ cô ta đã có cái quyền xưng hô với nhau bằng những lời lẽ mà trước đó chỉ có vợ chồng nói chuyện được với nhau trước những chứng cứ không thể chối cãi, Kiên đã thú nhận với vợ. Anh nói rằng anh yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy, rằng chỉ có cô ấy mới mang hạnh phúc và chia sẻ cùng anh những áp lực công việc, rằng cô ấy khiến anh cảm thấy bình yên khi ở cạnh. Cả thế giới sụp đổ trước mắt Quỳnh, cô không đủ sức đối diện sự thật, càng không đủ sức tranh giành với người phụ nữ kia nên đã chọn cách chạy trốn. Khi biết chuyện bố mẹ anh đã chửi rủa anh rất nhiều, thậm chí ông bà còn bảo sẽ từ con nếu Kiên bỏ vợ, ông bà thương Quỳnh không phải bởi cô ta mà con dâu ông bà mới chính là người đã gần 10 năm cùng anh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng anh xây dựng cuộc sống đủ đầy hôm nay. Dẫu thương ông bà nhưng Quỳnh không thể tha thứ cho chồng. Mỗi khi nghĩ về những hy sinh của mình suốt từng ấy năm cô lại chẳng ngăn được dòng nước mắt. Cô chấp nhận nhường anh cho cô ta, cô gái của tuổi trẻ có nhan sắc, có thể chia sẻ với anh áp lực công việc. Còn cô từ bây giờ cô sẽ sống cho con và cho chính mình, bởi cô tin rằng gieo nhân nào gặp quả nấy, mọi việc anh làm hôm nay không sớm thì muộn cũng nhận được kết quả xứng đáng mà thôi. Đây là cơn tâm sự. quý vị và các bạn lắng nghe tâm sự. Nóng mắt với cô em chồng ngỗ ngược, chị dâu thẳng tay dạy dỗ bằng cách này khiến mọi người tròn mắt kinh hãi. Sau 3 tháng kết hôn, bố mẹ chồng Mây gửi gắm cô em chồng lên cho anh chị để đi học đại học. Đã đi ở nhờ nhà anh chị, nhưng cô ấy lại chưa hề động tay động chân làm việc nhà. Đến bữa ăn tự lo cho mình cũng không thể, Điển hình là đợt ấy, Mây cùng chồng đi du lịch với cơ quan, em chồng ở nhà một mình trong 3 ngày. Lúc về thì thấy kêu vang trời đất là phải ăn mì tôm, ghét không chịu được. Vậy Mây đi du lịch cũng phải hầu hạ đường ăn uống cho em chồng hay sao? Biết Mây không hài lòng về em mình nên chồng cô cũng có nói. Anh chỉ khuyên Mây nên nhịn em một chút vì dù sao cũng là em út trong nhà, được cưng chiều, quen, thành ra ỉ lại. Đôi lúc cũng hỗn hào. Mây nể mặt chồng lắm nên lại cắn răng cho qua. Nhưng cô cũng chắc chắn một điều, nếu có hiện tượng hư hỏng và hỗn láo thì cô nhất định sẽ chừng trị thẳng tay. Hôm ấy nhà Mây mở tiệc ăn mừng vì hai vợ chồng đón tin vui. Bố mẹ chồng Mây cũng từ quê lên chơi với con cái. Cô em chồng vốn chẳng ưa gì chị dâu nên trước tin này cũng rừng rừng như thường. Tối hôm trước còn đi qua đêm nhà bạn trai không thèm về nhà ngủ. Sáng hôm sau lúc Mây hỏi thì chị nói... Em đi nhận quà, bạn trai em mua cho bộ sưu tập son đẹp, mê quá nên em ở lại nhà anh ấy ngủ luôn. Mây thở dài, biết không nhờ vả được gì vào bà cô bên chồng, nên tự mình lúi húi vào bếp chuẩn bị món ăn. Một lúc sau thì mẹ chồng cô cũng vào hỗ trợ, hai mẹ con buồn chuyện quên trời quên đất. Chuẩn bị tới giờ cơm, Mây lên phòng gọi em chồng xuống ăn cơm thì không thấy đâu. Một lúc sau, cô nghe tiếng lục đồ trong phòng mình. Quay sang mới thấy cô em chồng đang đứng trước tủ phấn. Trên bàn bày la liệt đồ dùng mỹ phẩm của Mây, Mây gặng hỏi. Em làm cái gì vậy cha? Sao em lại tự tiện lục đồ của chị? Cô em chồng vênh mặt lên cho rằng chỉ mượn một chút thôi, chị dâu cần gì phải làm căng. Nhưng nhìn đi nhìn lại, máu nóng trong người mây lại dồn lên vì bao nhiêu quần áo váy đầm bị lục tung lên hết chưa kể hồ phấn mắt cô mới mua còn bị dây vỡ tan tành dưới đất lúc mây nhìn xuống cô em mới buông một câu em lỡ tay thấy hai chị em lời qua tiếng lại mãi chưa xuống ăn cơm bố mẹ chồng cùng chồng mây chạy lên tầng lúc này mây chẳng kiêng nể gì lập tức đi sang phòng em chồng đem bộ sưu tập son mới cứng cựa ra bẻ gãy từng cây một mỗi một lần bẻ là một lần nói đây là chị trả lại cho em những gì chị nhận được. Chưa bao giờ em làm cho chị nổi nóng như bây giờ. Thứ nhất, cái tội vừa lười vừa láo. Anh chị nói em không thèm nghe, bố mẹ lên không thèm chào hỏi. Thứ hai, cái tội vô duyên, lục lọi và tự tiện lấy đồ người khác ra dùng. Thứ ba, làm ra lỗi nhưng không biết nhận sai. Cứ thế, bộ sưu tập son đắt tiền ra đi trong một nốt nhạc. Cả nhà chồng mây nhìn cô không chớp mắt. Cô sửa xong bộ son chỉ phủi tay hôm nay bố mẹ có trách con cũng được nhưng con không muốn tiếp tục dung túng cho tính cách xấu xí của em nữa có chồng con là người ở giữa bố mẹ muốn biết con đúng hay sai cứ hỏi chồng con sẽ rõ sau hành động táo tợn của mây cô em chồng đương nhiên gào lên khóc thảm thiết nhưng tiếc là chẳng ai bênh vực cũng chẳng ai xót thương bởi thói xấu tính xấu nết được dung túng từ bé bây giờ mới có người trừng trị phần nào đó bố mẹ chồng mây cũng thầm cảm ơn cô con dâu thẳng tính này